thời gian bắt đầu. Cái này có hai từ dùng để đeo. À, kính mát. Đúng, kính mát. Đúng đúng rồi. Anh cái bóp anh đựng cái gì? Tiền. Có cái này cái gì? Tiền mặt. Đúng rồi. À, chứng minh nhân dân bằng lái xe. Giấy tờ tùy thân. Đúng rồi. Mình lấy cái gì mình kem chống nắng. Đúng rồi. Ồ, hay vậy. Cái này là cái gì? Cái quần. Cái này áo. Hai từ ghép lại. Quần áo. Đúng rồi. Chính xác. Hết chưa? Dạ hết rồi. Ủa lẽ vậy? Hay quá. Nhà này chắc đi du lịch nhiều hả chị? Dạ tụi em mê du lịch lắm anh. Mê du lịch hàng chi nói tới đâu trúng tới đó vậy đó hà. Năm từ khóa diễn tả mà dưới 1 phút được cộng thêm 1.000 điểm là 3.500 điểm cho nhà của mình. Xin chào các gia đình thân mến đã đến đây tham gia chương trình này. Thật vui quá, trò chơi này rất hay. Vâng.